Em chào các bác nhé, hiện tại đây là phiên trưa của ngày 7 tháng 12 năm 2020. Trưa nay thì em lại tiếp tục lên một số cái mặt hàng địa lan hoa Tết nhé. Bên cạnh đó thì em sẽ lên một ít cái hàng đai châu Thái đang nụ này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng. Thì hiện tại là đợt này nhà em đang chạy cái hàng 100% đang nụ ạ. Cho nên là các bác cứ xem hàng thật kỹ trước khi đặt hàng nhé, để tránh trường hợp khi mà hàng đến nơi mọi người lại không nhận trả về thì rất là khổ thân nhà em. Vì như các bác biết này, cái hàng hoa này này, chuyển đi chuyển về, cái thứ nhất là nó héo, cái thứ hai là khi mà các bác mở hàng ra ạ, ship không lấy, ship người ta đóng lại, người ta không có trình độ đóng ấy, nó sẽ gửi hết những cái vòi hoa này của nhà em này, về đến nơi thì chỉ có vứt đi thôi chứ chả giải quyết được cái gì nhá. Cho nên là mọi người cứ theo dõi kỹ, chắc chắn lấy thì các bác hãy nhấc máy alo cho nhà em nhá. Đây, còn sau đây thì em sẽ đi lên em báo giá chi tiết từng cái mã sản phẩm một ạ. Hôm nay em vừa mới cập bến thêm được một cái lô địa lan mới nhá, địa lan quý phi thanh ngọc này. Đây, lướt qua thì nhìn nó hơi giống cái quốc sắc thiên hương một chút nhá các bác nhá. Đây, một chậu quý phi thanh ngọc như thế này thì em đang bán với giá là 400.000, chưa bao gồm ship. Nên là các bác vui lòng cộng thêm 140.000 tiền ship nhá. Đây này, em zoom kỹ từng cây luôn cho các bác nhá. Cái hàng này của nhà em nó là cái hàng chậu sai đại. Một chậu này nó sẽ có từ 5 vòi hoa đổ lên nhá các bác nhá. 5 vòi hoa đổ lên ạ. Hiện tại thì mỗi một chậu nó sẽ có khoảng tầm 5 vòi. Và còn một số Tết thì nó chưa ra hoa. Thì cứ từ giờ đến Tết kiểu gì thì kiểu sẽ ra hoa nhá, 100% luôn ạ. Đây, mặt hoa của nó đây. Cái này nó hơi hơi giống cái quốc sắc thiên hương một chút nhá, quốc sắc thiên hương ạ. Thì ở cái phần lưỡi bên trong này này, nó sẽ rõ cái màu hồng nhá, nó sẽ rõ cái màu hồng. Còn cái quý phi thanh ngọc này này, thì các bác nhìn cho em này, lưỡi của nó này, nó sẽ hơi đốm vàng nâu một chút ạ. Nó là màu vàng nâu nhá. Cái lưỡi của nó là màu vàng nâu. Còn cái quốc sắc thiên hương nó là màu hồng rõ luôn nhá. Đây, mọi người nhìn cho em này, cái quốc sắc thiên hương thì đợt trước là một chậu nó chỉ có khoảng tầm 3 vòi thôi. Nhưng mà cái đợt này, cái lô này của nhà em nhá, nó là cái lô 5 vòi này. Đây, mỗi một cây nó sẽ nặng khoảng tầm 1,5 cân nhá. Đó. Cái dòng này thì nó cũng chăm sóc đúng như cái quốc sắc thiên hương thôi ạ. Về các bác sang chậu cho em để cho nó đẻ con. Hoa thì cực kỳ sai nhá. Mỗi đợt hoa sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết của mình ạ. Hoa thơm nhá. Cái dòng này hoa rất là thơm nhá các bác nhá. Và tất cả các loại địa lan như em đã giới thiệu đấy ạ, nó đều không ưa nước cho nên là mọi người không cần phải tưới nhiều. Cái lan này là phù hợp với người lười ạ. Những cái địa lan này là phù hợp với người lười nhá, không cần phải tưới nhiều. Địa lan cọp đỏ hàng hoa Tết nhà em cập bến nhá. Giá cũ không đổi, 250.000 cho một chậu này. Trung bình một chậu này thì nó sẽ có từ 3 vòi hoa đổ lên cho em nhá. Đây. Này, thực tế luôn cho các bác này. Cái địa lan cọp đỏ này thì nó cho hoa quanh năm. Và mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết nhá các bác nhá. Cọp đỏ này thì người ta sẽ trồng với lại cái mùn cưa hoặc là cái thông xay vụn. Cái dòng này thì nó đẻ con rất là sai. Thôi là về các bác sang chậu cho em nhá. Đây này. Mà tất cả những cái dòng địa lan nó đều không ưa nước cho nên là mọi người không cần phải tưới nhiều nhá. Khoảng tầm 3 ngày các bác tưới cho em một lần. Khi nào mà cảm thấy cái giá thể nó khô cong vào rồi đấy ạ, thì mọi người hãy tưới, không nên tưới nhiều nhá. Nước có đọng ở những cái bên trong chậu ấy ạ, là nó sẽ bị thối hết rễ cây nhá. Cái dòng này thì ngồng nó rất là vươn. Đối với tất cả những cái dòng địa lan này thì lưu ý với các bác nhá, là khi mà cái vòi hoa nó lên đến cái độ nhất định ạ, thì có khi mọi người phải cắt bớt lá đi cho em thì nó mới khoe được cái vòi hoa của mình nhá. Vì có những cái chậu lá nó sẽ hơi dài so với cái ngồng hoa, nhìn nó sẽ bị nuốt hết những cái ngồng hoa nhá. Đây, cọp đỏ này mọi người có thể bàn ở để ở phòng khách được này, mọi người để ở ngoài sân cũng được, hoặc là các bác có thể bày đặt ở ban thần tài cũng được nhá.
mình đặt cạnh ban thần tài cũng được ạ. Còn bên này nó là cái địa lan rồng vàng. Địa lan rồng vàng của nhà em này. Một chậu này thì em bán với giá là 300.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Cho nên là các bác cứ vui lòng cộng thêm cho 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng. Địa lan rồng vàng này thì chậu nó sẽ nhỏ hơn cái rồng đỏ một chút. Trung bình một chậu này nó chỉ có 3 cái vòi hoa thôi. Đây là mặt hoa của nó này. Hoa siêu thơm nhá. Đây. Màu vàng này nó dạng như kiểu là màu vàng cốm, màu vàng hơi pha một chút xanh cốm này. Lưỡi của nó là một vệt đỏ nhá, một vệt đỏ đậm luôn ạ. Đấy, em sẽ rơi cái chậu này lên. Đây này, bụi nó rất là to luôn nhá, nụ này. Trung bình một chậu này nó sẽ có 3 cái vòi hoa nhá các bác nhá. Ngắn dài xen kẽ. Cái tầm này nụ nó ra nhú nhú này là các bác chơi chuẩn Tết cho em nhá. Vì là mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài trong khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Mà hiện tại cái khí hậu của miền Bắc của mình nó rất là lạnh, cho nên là cái độ bền của hoa nó sẽ rất là dài nhá. Cái hàng này về mọi người có thể ghép khoảng tầm 3 cái giò này vào là các bác sẽ có một bụi siêu to để mọi người chơi Tết nhá. Em sẽ cho các bác xem lại cái mặt hoa của nó một chút này. Đẹp lắm. Đây. Vàng vàng pha xanh nhá, vàng pha xanh. 300.000 cho một chậu nhá. Địa lan rồng vàng. Địa lan hạc đỉnh đỏ môi tuyết, hoa nở chuẩn Tết của nhà em này. Đây, một giò siêu to này em bán với giá là 350.000. Và lưu ý với các bác là toàn bộ giá hàng ở bên nhà em đều chưa có phí vận chuyển nhá. Cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng ạ. Đây là mặt hoa của hàng đỉnh đỏ môi tuyết này. Cái dòng này thì nó rất là sai hoa, bông to nhá. Đây, em sẽ zoom tận cảnh cho mọi người xem. Mặt bông đây nhá. Và một chậu này thì nó sẽ dao động 5 tép. Tép nào cũng đang có nụ hết rồi. Đây là cái bụi này nó phải gọi là bụi ạ. Nó rất là nặng cân nhá. Một cái bụi này nó sẽ nặng khoảng tầm 5 cân rưỡi đến 6 cân này. Đây nụ đây nhá. Nụ tầm này nó chỉ ngắn ngắn này thôi, vì cái dòng này nó là cái dòng hoa chuẩn Tết mọi người. Đây, cho nên tầm này nó đang bắt đầu nó nhú nụ lên thôi. Một số tép thì nó đang sưng nụ nhá. Đây này. Lá đẹp nhá. Cổ to. Đây, tép to luôn ạ. Tép này to lắm. Cái lá này thì nhìn nó hơi giống cái lá hoàng hậu xanh ấy ạ. Vũ nữ hoàng hậu xanh. Nhìn lá nó hơi na ná như vậy. 350.000 một bụi nhá. Hàng 100% đang có nụ này. Đây mọi người nhìn cho em này. Đây, nụ đây. Cực kỳ nhiều luôn nhá. Cái dòng này thì chăm sóc nó cũng rất là đơn giản. Khoảng tầm 3 ngày mọi người tưới cho em một lần. Vì là toàn bộ những cái củ mà cái dã hành nó to thì cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Cho nên là các bác không cần phải tưới nước thường xuyên. Cứ để khi nào mà cái giá thể nó khô cong vào rồi khoảng tầm 3 ngày thì mọi người hãy tưới một lần nữa nhá. Và lưu ý chỉ tưới vào phần gốc cho em này. Tránh tưới ở phần thân này. Tránh để cho nước có đọng ở những cái kẽ lá này nhá. Đó, tiếp theo video thì em sẽ lên cái mặt hàng cuối trang tháng 8 nhá. Kiếm thái hoàng long của nhà em nhé các bác nhé. 130.000 cho một chậu như thế này. Một chậu này thì nó sẽ có từ 3 tép đổ lên. Mà tầm này mầm gốc cũng đang phát triển rất là mạnh này. Cái kiếm này nó cũng thuộc cái dòng kiếm tiên vũ nhá. Mà cái kiếm thái hoàng long này nó giống cái phan trí đến 99% ạ. Dòng kiếm này thì chỉ có duy nhất một mặt hoa thôi ạ. Vàng lưỡi trắng này. Cái đầu lưỡi nó hơi đốm nâu một chút nhá. Đây. Dòng này vừa size 3 vừa size con. Nên về các bác cứ sang chậu cho em. Mà lưu ý với các bác là cái kiếm này của nhà em ạ. Cái chậu kiếm này này, em gọi là cốc đi, cho nó đúng hơn này. Nó là cái hàng cây giống nhá các bác nhá. Là hàng cây giống nên là hiện tại cái chiều dài một cái lá của nó sẽ dao động khoảng tầm 10 đến 15 cm. Cái lá nào mà dài thì được khoảng tầm 17 cm nhá. Đây là hàng giống này. Tại vì là em quay nó hơi sát cho nên là thành ra là cái cây nó to nhá. Còn đây ở bên ngoài thì cây nó không có to đâu, nó bé thôi ạ. Em nói rõ chiều dài cho mọi người, em đo luôn cái gang tay của em vào này. Đây nhá. Nó chưa được một gang tay của em nhá, chưa được một gang tay này. Đây. Nghĩa là chiều dài của nó cứ dao động trong khoảng tầm 10 đến 15 17 cm thôi nhá các bác nhá. Mà cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Chịu được nắng nóng này, phù hợp với mọi loại thời tiết nhá. Cái dòng này thì nó ưa ẩm. Ưa ẩm và nó phát triển mạnh nhất ở những cái nơi mà thoáng khí nhá. Đây.
Em có ít cái chớp Mỹ hàng đang nụ nha các bác nhá. Đây. Này em cũng không có nhiều đâu, chỉ có hơn chục chậu thôi. Một chậu một thân này em bán với giá là 250.000 này. Hàng đang có nụ nha các bác nhá. Đây mặt hoa đây. Cái cánh của nó có hình cái tia chớp nhá. Đây này. Dòng này hoa siêu to siêu đẹp luôn. Mà đặc biệt nhá, khi mà các bác mua từ 2 chậu đổ lên ấy, nghĩa là các bác sẽ rẻ được tầm 50.000. 2 chậu em bán với giá là 450.000 nhá. Còn một chậu như này thì em bán với giá là 250.000 này. Hàng đang có nụ này nhá các bác nhá. Hàng hoa nở chuẩn Tết này. Đây mọi người nhìn cho em này, tầm này này, những cái mầm gốc nó đang lên rất là nhiều nhá. Em phải bọc này để cho nó không bị rơi giá thể ra ạ. Hàng này của nhà em nó là cái hàng ươm ki nhá cả nhà nhá, hàng ươm ki này. Đây hàng đang nụ đây. 250.000 một chậu một thân là chưa có phí ship, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho 40.000 tiền ship nhá. Và khi mà các bác mua từ 2 chậu đổ lên ấy ạ thì giá chỉ còn là 450.000 thôi ạ. Đây, trăm hoa đua nở nhá, đại hội sắc màu của nhà em này. Đen rô da da nhá. Cái hàng này thì em đang bán là 70.000 cho một cốc. Và cái giá này là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Đen rô da da hiện tại nhà em có 3 màu. Thứ nhất là màu tím lợt này. Thứ hai này là màu đỏ hồng nhá, màu này là màu đỏ hồng. Và thứ ba là màu trắng họng tím. Hiện tại em có 3 màu nhá. Và cái hàng này thì hoa nó nở quanh năm. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nhá cả nhà nhá. Đây, hàng lá xếp này. Lá xếp chữ V nhá. Đây này mọi người nhìn cho em này, lá xếp chữ V siêu đẹp luôn. Cái hàng này về bây giờ các bác trồng vào cái sang chậu, trồng vào chậu sành, chậu sứ đấy ạ. Xong rồi mọi người treo lên ở lan can nhà hoặc là để trên bàn làm việc đều rất là được nhá. Nhìn vô cùng là đẹp mắt luôn vì cái hàng này nó nhỏ gọn đấy ạ. Nó không quá là to, không tốn quá nhiều diện tích nhá. Cái dòng này thì nó cũng không ưa nước đâu, cho nên là khoảng tầm 3 ngày mọi người phải tưới một lần thôi. Cái giá thể trồng, mọi người có thể trồng với sơ dừa hoặc là trồng với vỏ thông nhá. Toàn bộ cái giá thể nó cứ được xử lý sạch sẽ là đều được hết nhá các bác nhá. Đây. 70.000 một cốc và em ship từ 3 cốc đổ lên nha các bác nhá. Ship từ 3 cốc đổ lên này. Và toàn bộ giá hàng ở bên em là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác nhớ là cộng thêm cho em 40.000 tiền hàng vào mỗi một thùng nhá. Và hiện tại đen rô da da ở nhà em có 3 màu. Màu tím lợt, màu đỏ hồng và màu trắng họng tím nhá. Đây. Em có một cái lô vũ nữ đồng giá nhá. Hôm nay lên chia sẻ cùng các bác này. 150.000 cho một chậu. Hôm nay thì em có vũ nữ hoàng hậu này, vũ nữ bạch ngọc này, vũ nữ sô-cô-la nhá. Đầu tiên đi đến cái hàng hoàng hậu xanh trước đi ạ. Nữ hoàng của tất cả các loài hoa đây. Mặt hoa thực tế đây nhá các bác nhá. Màu xanh cốm này. Một chậu như thế này thì nó sẽ trung bình có 3 củ. 3 củ nhá. Thân lá đẹp này, củ to xanh mướt luôn nhá. Hàng này về bây giờ các bác sang chậu cho em. Mọi người trồng vào chậu gốm hoặc là chậu sành, chậu sứ đều được nhá. Treo cũng được mà các bác để ở sân cũng được. Đây. Các bác thích nó ra nhiều hoa này này thì mọi người ghép cho em 3 chậu nhá. Cái vũ nữ hoàng hậu xanh này thì hoa nó nở mùa hè, rải rác từ tháng 4 đổ đi cho em nhá. 150.000 một chậu này. Cái dòng này thì nó không mưa nước, cho nên là mọi người không cần phải tưới nước nhiều nhá. Cứ để cho em khoảng tầm 3 ngày. Khi nào mà cái giá thể trồng này nó thật khô thì các bác mới phải tưới, không cần phải tưới nhiều. Vì cái dòng này tưới nhiều cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Nó sẽ ngậm ở cái phần rễ ạ, nó thối hết rễ nhá. Đây có lia quay bên này này, nó là cái hàng vũ nữ bạch ngọc. Đây là mặt hoa của nó nhá các bác nhá. Ở đây em đang có một cái mặt bông thực tế luôn này. Cái vũ nữ bạch ngọc này tầm này nó đang sưng nụ đây ạ. Đây nhá, thực tế luôn nhá. Thực tế ở nhà luôn nhá. Cái bạch ngọc này thì lá của nó sẽ ngắn hơn cái lá của hoàng hậu. Lá nó nhỏ hơn, nó nhọn hơn nhưng mà cái lá nó sẽ cứng hơn nhá. Nó không mềm như cái lá hoàng hậu đâu ạ. Cái lá bạch ngọc này nó rất là cứng. Đây. Đồng giá nhá. Cái lô vũ nữ này em bán đồng giá là 150.000 một chậu là chưa có phí vận chuyển. Nên là các bác cứ vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Đây ạ, còn tiếp theo bên này nó là cái vũ nữ sô-cô-la này. Cái dòng sô-cô-la này nó là cái dòng thơm nhất nhá. Thơm nhất này. Mặt hoa đây ạ. Đẹp chưa?
lắm. Đây. Củ này thì nó hơi hơi giống cái củ của Vũ Nữ Hoàng Hậu nhá, nhưng mà cái củ này thì nó dẹt. Cái Vũ Nữ Hoàng Hậu thì củ nó tròn hơn, nó tròn củ hơn. Đây này, và cái này nó dẹt này. Đây này, tầm này mầm nó đang lên này. Siêu liều luôn nhá. Cái hàng này thì nó phù hợp với mọi loại thời tiết nhá cả nhà nhá. Phù hợp với mọi loại thời tiết này, chịu được nắng nóng. Chỉ có mỗi cái điều chú ý nho nhỏ là các bác đừng tưới nhiều nước quá. Cái này vì là cái dòng này nó không ưa nước, nên mọi người không cần phải tưới nhiều nhá. Em có một cái lô đai châu Thái nó vừa mới cập bến nhá các bác nhá. Ôi, cái hàng này thì em xin phép bán theo combo 3 chậu 1 ạ. Combo 3 chậu như thế này. Đây, có giá là 400k nhá. Cái dòng này nó là cái dòng sổ số. Đây, một số mặt hoa của nó này. Đặc biệt trong cái lô này của nhà em nhiều nhất là cái màu này này. Màu số 5 này. Số 8 này và số 9 nhá. 5, 8, 9 nhiều nhất là ba cái màu đấy ạ. Lưu ý với mọi người là hàng của nhà em thì toàn bộ giá hàng là chưa có phí vận chuyển, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Nghĩa là bên nhà em không bao ship đấy ạ. Đây, combo 3 cây này. Hàng 100% đang có nụ hết rồi nhá các bác nhá. Hàng chuẩn hoa Tết này. 100% đang có nụ rồi. Trung bình một cây như thế này thì nó sẽ dao động từ 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá đổ lên nhá. Đây này. Hàng đang nú hạt gạo hết rồi đây này. 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi nhá các bác nhá. Đây. Đấy. Sờ vào cây nào cũng thấy luôn. Đây nhá. Cái hàng này thì đây ạ, đây này. Hàng này thì em không có lá mít nhá, chỉ có lá thì em quay thực tế luôn này. Không có lá mít nhá. Đây, trung bình một cây này, dao động từ 3 cặp lá rưỡi đổ lên. Hàng 100% đang nụ nhá. Chuẩn hoa Tết đấy ạ. 400.000 một combo 3 cây. Đây, 400.000 một combo 3 cây này. Đẹp chưa? Tính ra là rơi vào có 130.000, 135.000 một cây, 133.000 một cây. Quá rẻ luôn, cái hàng này bây giờ các bác mà mua lẻ trên thị trường ấy ạ. Rẻ nhất nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 150, 160 nhá. Hàng này về mọi người trồng chậu cũng được, mà mọi người tách ra mọi người ghép lũa cũng được nhá. Đối với những cái chậu như thế này này, chậu nhựa này này, mọi người muốn tách ra ghép lũa nó cũng rất là đơn giản ạ. Các bác chỉ cắt cho em cái phần nhựa này ra thôi. Ngâm ngâm cả cái chậu này vào một cái chậu nước pha sẵn với B1 ạ. Các bác ngâm cho em khoảng tầm hơn 1 tiếng, nó mềm ra, các bác bóc ra nó rất là dễ nhá.